Chúa mặc khải nước trời cho người bé mọn. Trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 14 thường niên. Ngài nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo riporta una preghiera molto bella di Gesù, che si rivolge al Padre dicendo: Ti rendo lode, Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tin mừng thuật lại một lời cầu nguyện rất đẹp của Chúa Giêsu, người hướng về Cha và thưa rằng: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Chúa Giêsu đang nói về những điều gì, và những kẻ bé mọn này là ai? Những điều này được mặc khải cho ai? Chúng ta cùng dừng lại ở điều này, về những điều mà Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha, và về những người bé mọn biết đón nhận những điều đó. Những điều mà Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha. Trước hết, Chúa nhắc lại một số công việc của người. Người mù nhìn thấy, người phong được sạch, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và người mặc khải ý nghĩa của nó khi nói rằng chúng là những dấu chỉ Thiên Chúa hành động trong thế giới. Như vậy, thông điệp thật rõ ràng. Thiên Chúa tỏ mình ra bằng cách giải thoát và chữa lành con người bằng một tình yêu cứu độ và nhân không. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Cha, bởi vì sự cao cả của người hệ tại ở tình yêu, và người không bao giờ hành động ngoài tình yêu. Nhưng những người tự cho mình là vĩ đại và tự phong thần theo hình ảnh của riêng họ, mạnh mẽ, cứng nhắc hay thù hằn, thì không thể hiểu sự vĩ đại trong tình yêu này. Nói cách khác, những ai tự cao, tự đại, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, tin rằng mình không cần ai, thì không thể đón nhận Thiên Chúa là Cha. Về vấn đề này, Chúa Giêsu kể tên cư dân của ba thành phố giàu có thời bấy giờ là Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um, nơi người đã thực hiện nhiều cuộc chữa lành, nhưng cư dân của họ vẫn thờ ơ với lời rao giảng của người. Đối với họ, phép lạ chỉ là những sự kiện ngoạn mục, hữu ích cho việc tạo ra tin tức và có cái để bàn tán. Khi hết hứng thú, họ bỏ qua chúng, có lẽ cũng để chạy theo một số tin tức khác theo thời mới hơn. Họ đã không thể đón nhận những điều vĩ đại của Thiên Chúa. Trái lại, những kẻ bé mọn biết chào đón những điều ấy, và Chúa Giêsu ngợi khen Cha về họ. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải nước trời cho những kẻ bé mọn. Chúa Giêsu ngợi khen Cha về những người đơn sơ, có trái tim không tự phụ và từ tình yêu đích thực. Những người bé mọn là những người giống như trẻ thơ, cảm thấy cần mọi thứ và không tự mãn, mở lòng ra với Thiên Chúa và để cho mình ngạc nhiên trước những công trình của người. Họ biết cách đọc các dấu hiệu của người, ngạc nhiên trước những phép lạ từ tình yêu của người. Anh chị em thân mến, cuộc sống của chúng ta, nếu để ý, sẽ thấy đầy những phép lạ, đầy những cử chỉ yêu thương, những dấu chỉ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi đối diện với những điều ấy, ngay cả tâm hồn chúng ta cũng có thể có thái độ thờ ơ và quen thuộc, tò mò nhưng không thể kinh ngạc, không để mình bị ấn tượng. Ấn tượng là một động từ hay dùng để diễn tả sự kinh ngạc trước một bức ảnh. Đây là thái độ đúng đắn trước những công trình của Thiên Chúa. Hãy chụp lại trong tâm trí những công trình của người, để chúng in sâu vào trái tim, rồi làm cho chúng triển nở trong cuộc sống, qua nhiều cử chỉ tốt lành, để bức tranh của Thiên Chúa, tình yêu trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết, trong chúng ta và qua chúng ta. Và bây giờ chúng ta hãy tự hỏi, trong thác lũ tin tức tràn ngập chúng ta, như Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hôm nay, tôi có biết dừng lại ở những điều vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện không?
tôi có để mình ngạc nhiên như một đứa trẻ trước những điều tốt đẹp âm thầm thay đổi thế giới không? Và tôi có chúc tụng Chúa Cha mỗi ngày vì công việc của người không? Xin Mẹ Maria, người đã vui mừng trong Chúa, giúp chúng ta có thể kinh ngạc trước tình yêu của người và ca ngợi người một cách đơn sơ.